Hồng Kông. Đấy, tôi coi phim cũng phải thoải mái. Anh chị ở đâu? Ở vùng Thị Phương nè. Công làng này. Ở trong thôn với bãi đi. Dạ. Công còn trong kia chim công đực các bạn ạ. Thì hết mấy táng ăn mới nghe táng thì táng quay riêng gì hết rồi. À, bữa đó food. Đây là food gì? Đi vào nước. Dạ. Dạ, để cháu quay con này một tí đã. Cái hai con cá con đực, con kia chả con đực cả nhỉ. Con cá này con này con kia đây. Kia cái cánh của nó đấy mà nhỉ. À Leo. À, cắn tay luôn. Cắn tay này các bạn này. Mổ tay luôn. Hiền các bạn ạ. Đẹp thật. Đây có 4 con nha các bác nhé. Không được người dài lắm.
Rộng khiếp nhỉ. Đây nó hạ xuống, hạ xuống. Cái gì nó ra cái đuôi khiếp luôn. Cả cái thải hốc quấy gì nữa nè. Cầm tay. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Tôi kết thúc video ở đây thôi. Hôm nào mình sẽ lại đây thăm lại công đẹp đó, mình có lần đầu tiên đấy.